hoan hỷ chào đón các bạn. Chúc các bạn ngày mới có nhiều sức khỏe, công việc thuận lợi, gặp nhiều may mắn. Hôm nay, ban biên tập chương trình sẽ chia sẻ với các bạn bài tử vi ngày thứ tư, mùng 3 tháng 3 năm 2021. Và theo âm lịch, hôm nay là ngày 20 tháng riêng năm Tân Sửu, ngày này là ngày canh tốt, tháng canh dần, năm Tân Sửu và ngày hôm nay là ngày hoàng đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ mậu dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc tư mệnh, giờ canh thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc thanh long, giờ tân tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc minh đường, giờ giáp thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc kim quỷ, giờ ất dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc bảo quang, giờ đinh hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc ngọc đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ bính tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc thiên lao, giờ đinh sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc nguyên vũ, giờ Kỷ mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc câu trận, giờ nhâm ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc thiên hình, giờ quý mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc chu tước, giờ bính tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc bạch hổ vai ngủ hành ngủ hành niên mệnh thoa xuyến kim ngày canh tuất tức chi sinh can nghĩa là thổ sinh cho kim và ngày hôm nay là ngày cát vai nạp âm thoa xuyến kim kỷ tuổi giáp thìn mậu thìn ngày thổ hành kim khắc với hành mộc đặc biệt là tuổi mậu tốt, nhờ kim khắc mà được lợi ngày tốt lục hợp với mão, tam hợp với dần và ngọ thành hỏa cục, xung với thìn, hình mùi, hại dậu, phá mùi và tuyệt thìn. Vài tuổi xung khác trong ngày, tuổi giáp thìn, mậu thìn, giáp tuất, tuổi xung trong tháng, tuổi nhâm thân, mậu thân, giáp tý, giáp ngọ. Về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao thiên hỷ, tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi sao thiên quan tốt mọi việc sao tam hợp tốt mọi việc sao hoàng ân tốt mọi việc sao thiên ân tốt mọi việc sao sáu trong ngày gồm có sao thủ tử xấu mọi việc trừ săn bắt sao nguyệt yếm đại họa xấu đối với xuất hành giá thú sao trùng phục kỵ về giá thú an táng sao cô thần xấu đối với cưới hỏi sao âm thác kỵ về xuất hành, cưới hỏi, an táng, sao quỷ khóc, xấu đối với tế tử, an táng. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng Tây Bắc, tài thần, hướng Tây Nam. Và sau đây, mời các bạn đón xem từ vị trí tít 12 con giáp thứ tư ngày mùng 3 tháng 3 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ tư ngày mùng 3 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Tý đang gặp được ngày có chính quan chiếu mệnh, mang đến cho bạn có được nhiều sự may mắn. Với bạn tuổi Tý, nhờ vậy mà bạn tuổi Tý có thể đón nhận nhiều cơ hội trong công việc, cơ hội kiếm tiền một cách rất chi là dễ dàng. Những cơ hội đó đều có tính hai mặt dù không ít khó khăn nhưng đồng thời cũng là bước đệm để cho bạn tuổi tí có thể chứng tỏ được năng lực một cách vượt trội nếu làm tốt chặng đường thăng quan tín chức của bản mệnh cũng được rộng mở hơn rất nhiều dù gặp phải áp lực bạn tuổi tí cũng cần phải bình tĩnh để đón nhận và linh hoạt trong cách xử lý khi kiên định với mục tiêu của mình đã đặt ra thì với bạn tuổi tí có thể đi đúng đường và đạt được những thành quả lớn lao Tuy nhiên, trong cái vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Tý lại đang gặp ngày có thổ thủy xung khắc cho thấy mối quan hệ về tình cảm của bạn tuổi Tý không được suôn sẻ cho lắm, rạn nứt cứ càng ngày càng thêm nghiêm trọng mỗi ngày, nhất là khi cả hai đều đều đề cao cái tôi mà không ai chịu xuống nước nhường nhịn ai cả. Vài tử vi tuổi giáp tý thuộc kim sinh năm 1984 có được may mắn đồng hành tương lai rộng mở tử vi tuổi bính tý thuộc thủy được trao cho cơ hội thể hiện bản thân mình trong công việc tử vi tuổi mậu tý thuộc hỏa sinh năm 2008 khó khăn thách thức đồng thời cũng là bước đệm để cho bạn tiến tới thành công tử vi tuổi canh tý thuộc thổ sinh năm 1960 dù gặp áp lực cũng cần phải bình tĩnh đón nhận và linh hoạt xử lý. Tử vi tuổi nhâm tý thuộc mộc, sinh năm 1972, tình cảm có nhiều trục trặc khi cái tôi của cả hai người quá cao. Và đánh giá của bạn tuổi tý trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1. Số 4, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu điên, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi sửu, tuổi thân, tuổi thìn. Từ vi tuổi xỉu thứ tư ngày mùng 3 tháng 3 năm 2021. Ngày thứ ba này với bạn tuổi xỉu đang gặp ngày có thương quan xuất hiện cho nên với bạn tuổi xỉu đang có điểm báo có thể phải đối mặt với không ít phiền phức trong công việc và không thể giải quyết chúng trong một sớm một chiều được. Với bạn tuổi xỉu, bạn vốn là con giáp chăm chỉ và có bạn lĩnh, nhưng bạn cũng cảm thấy bó tay khi rắc rối này chưa qua, rắc rối khác đã tìm tới. Khó khăn là điều chẳng ai mong muốn gặp phải, nhưng nó cũng sẽ giúp cho bạn trưởng thành hơn khi vượt qua nó bạn tuổi sửu đừng có bao giờ sợ vấp ngã hay là thất bại nếu như cứ mãi luận quẩn trong vòng an toàn do chính mình lập ra mà không chịu bứt phá giới hạn bạn tuổi sửu sẽ chẳng thể vượt qua được chính bản thân mình trong ngày hôm nay với bạn tuổi sửu cũng đang gặp ngày có thổ khí vượng sức khỏe của bạn là vấn đề bản mệnh không thể lơ là đừng có bao giờ nghĩ mình vẫn quản trị thì có thể chủ quan với sức khỏe của bản thân một khi ngã bệnh sẽ để lại hậu quả rất nghiêm trọng cho bạn nữa vài tử vi tuổi Ất Sửu thuộc Kim sinh năm 1985 công việc bế tắc khó khăn ngập tràn tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc Thủy à, sinh năm 1997 công việc à, không thể giải quyết Rắc rối ngay lập tức được Tử vi tuổi kỷ sửu thuộc hỏa sinh năm 1949, dùng cảm đối mặt với những khó khăn để có thêm bản lĩnh. Tử vi tuổi tân sửu thuộc thổ sinh năm 1961, không nên tự giới hạn bản thân trong vòng an toàn của chính mình. Tử vi tuổi quý sửu thuộc mộc sinh năm 1973, nên quan tâm tới sức khỏe của chính mình. Và đánh giá của bà tuổi sửu trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao tài lộc 3 sao sức khỏe 3 sao tình cảm 4 sao con số may mắn số 1 số 2 giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ màu sắc cát tường màu vàng màu nâu quý nhân phù trợ tuổi Tý tuổi Tỵ tuổi Dậu Từ vi tuổi dần thứ tư ngày mùng 3 tháng 3 năm 2021 vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi dần đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp dần ngọ tốt phù trợ cái điều này mang đến cho bạn tuổi dần có được một ngày hạnh phúc ngập tràn tình duyên viên mãn đối với những bạn đã có gia đình thì gia đình êm ấm tạo động lực rất lớn để cho bạn mạnh thêm phần cố gắng hơn mang đến cho bạn những điều tốt đẹp uh, cho những người thân yêu của mình còn đối với những bạn đang quản độc thân, nếu như muốn thúc đẩy về đào hoa, bạn mệnh nên năng nộ tham gia các buổi họp cùng bạn bè hơn nữa. Dẫu cho bạn còn rất nhiều công việc cần phải làm, nhưng đâu có thể lúc nào cũng vùi đầu vào công việc mà quên lo cho hạnh phúc của riêng mình được. Ngày này á bạn tuổi dần cũng đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh, xuôi đường chỉ lối cho bạn, cho nên công việc của bạn có được suôn sẻ hơn nhiều. Bạn là người có ý chí và luôn đặt ra mục tiêu rõ ràng cho bản thân, cho nên không bị mất thời gian cho những điều vô bổ. Lại thêm, ngày này với bạn tuổi dần đang gặp được ngày có thủy sinh cho mộc phượng, tài lộc của bạn trong ngày hôm nay cũng được rụng rỉnh hơn hẳn bạn có thể thoải mái trong việc chi tiêu cho các mục đích cá nhân hoặc là tự thưởng cho bản thân mình một món quà nho nhỏ để động viên sau những ngày làm việc vất vả vừa qua. Vài tử vi tuổi giáp dần thuộc thủy gia đạo êm ấm tình duyên hạnh phúc. Tử vi tuổi bính dần thuộc hỏa đối với những bạn đang còn độc thân nên chủ động tìm kiếm cơ hội gặp người khác phái. Tử vi tuổi mậu dần thuộc thổ công việc suôn sẻ có mục tiêu rõ ràng, tử vi tuổi canh dần, thuộc mộc, tài lộc rụng rỉnh, thoải mái chi tiêu, tử vi tuổi nhâm dần, thuộc kim, đừng chỉ mãi, vùi đầu vào công việc mà quên lo cho hạnh phúc cá nhân mình. Và đánh giá của bà tuổi dần trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1 số 7, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh rêu, màu xanh lục, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi hợi. Từ vi tuổi Mão, thứ tư, ngày mùng 3 tháng 3 năm 2021. Ngày thứ tư này với bạn tuổi Mão, xin tử vi cho thấy với bạn tuổi Mão đang gặp được ngày tuất mão nhị hợp báo hiệu cho bạn trải qua một ngày với nhiều may mắn đến với mình ngày này rất thích hợp để cho bạn mệnh tuổi mão tiến hành các kế hoạch như là ký kết hợp đồng hợp tác làm ăn sẽ mang lại lợi nhuận cho cả hai bên bạn tuổi mão bạn vốn là người biết lập ra những kế hoạch và tính toán cẩn thận với bạn nhận được sự tin cậy rất lớn từ bạn bè đồng nghiệp và cả đối tác giữa hai bên đạt được sự nhất trí cao và đồng tâm hiệp lực để cùng phát triển. Bên cạnh đó, ngày này bạn tuổi mạo cũng đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh. Đôi lúc công việc của bạn vẫn vấp phải, không ít những khó khăn, nhưng nhờ có được quý nhân, dẫn đường trị lối, đến cuối cùng bạn vẫn có thể vượt qua được tất cả. Tinh thần cống hiến hết mình vì công việc càng khiến cho bạn mệnh tuổi mão nhận được những lời đánh giá cao ngũ hành tương sinh cũng giúp cho đời sống tình cảm của bạn tuổi mão khá chi là viên mãn tình cảm vợ chồng tình yêu lứa đôi hạnh phúc dạt rào. bạn tuổi mão luôn biết chăm lo cho đối phương bản mệnh khiến cho người ấy an tâm về đường tương lai chung bước ở phía trước về tử vi tuổi ất mão thuộc thủy ngày may mắn để ký kết hợp đồng, hợp tác làm ăn, từ vi tuổi đinh mão thuộc họ được người khác tin cậy, hai bên có sự đồng tâm hiệp lực để cùng phát triển. Từ vi tuổi kỷ mão thuộc thổ, quý nhân giúp đỡ vượt qua mọi khó khăn. Từ vi tuổi tân mão thuộc mộc được đánh giá cao nhờ tinh thần cống hiến hết mình. Từ vi tuổi quý mão thuộc kim tình cảm viên mãn, hạnh phúc dạt rào. Và đánh giá của bà tuổi mão trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 3, số 6, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh rêu, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi hợi, tuổi mùi. tử vi tuổi thìn thứ tư ngày mùng 3 tháng 3 năm 2021 ngày thứ tư này với bạn tuổi thìn xem tử vi cho chúng ta thấy là bạn tuổi thìn đang có điểm báo công việc của bạn gặp phải tình trạng nút thắt cổ chai do ảnh hưởng của cục diện ngũ hành tứ hình sông thìn tuất xỉu mùi gây ra nguyên nhân chủ yếu đến từ những mâu thuẫn giữa bản mệnh và đồng nghiệp khiến cho mọi chuyện càng thêm bế tắc bạn Thủ Thìn, bạn vốn là người có cái tôi khá lớn, lại luôn muốn lãnh đạo người khác. Với bạn, đôi khi khiến cho người xung quanh cảm thấy bạn quá chi là ngang ngược và thiếu đi sự, thỏa hiệp với mọi người. Và thực ra, bạn Thủ Thìn chỉ có ý tốt muốn công việc chung nhanh chóng được giải quyết, chẳng qua là cách bạn biểu đạt không được hiếu liếu cho lắm mà thôi thời điểm này tốt nhất cho bạn mệnh tuổi thìn là không nên vội vàng đưa ra bất cứ quyết định quan trọng nào, đặc biệt là vấn đề liên quan về đầu tư tài chính, kéo lại rơi vào bẫy của kẻ tiểu nhân. Bạn cần phải bình tĩnh, kiên nhẫn, chờ đợi một thời điểm khác sẽ thích hợp hơn với mình. Ngày này với bạn tuổi thìn lại đang gặp được ngày có Thượng thần chiếu mệnh, bạn có thể nhận được sự giúp đỡ từ người mà bạn không ngờ tới nhất đây quả thực sự là hỗ trợ rất kịp thời nhất là khi bờ vai bạn đang gánh quá nhiều trọng trách khiến cho bạn mạnh cảm thấy mệt mỏi vô cùng vài tử vi tuổi giáp thìn thuộc hỏa mau thuận với đồng nghiệp khiến cho công việc bế tắc tử vi tuổi bính thìn thuộc thổ thiếu đi sự khiếu léo khi đưa ra các ý kiến trong tập thể tử vi tuổi mậu thìn thuộc mộc cần phải hạ thấp cái tôi để không bị đánh giá là người ngang ngược tử vi tuổi canh thìn thuộc kim không nên vội vàng đưa ra quyết định đầu tư về tài chính tử vi tuổi nhâm thìn thuộc thủy được người bên cạnh giúp đỡ vượt qua khó khăn Vài đánh giá của bà tử thìn trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 5, số 8, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi giàu, tuổi thân. Tử vi tuổi tỵ thứ tư ngày mùng 3 tháng 3 năm 2021. Ngày thứ tư này với bà tử tỵ xem tử vi cho thấy bà tử tỵ đang gặp ngày có tỵ kim chiếu mệnh, làm cho bạn phải đối mặt với những sai lầm trong công việc mà đến chính mình cũng không biết nguyên nhân bắt nguồn từ đâu. Lúc này, bà tử tỵ thực sự hoang mang và rối loạn vì không tìm được phương hướng giải quyết. Bạn tuổi tỵ, bạn biết bản thân mình đang cố gắng rất nhiều, nhưng dường như vận xui đang điêu bám lấy bạn không buông. Càng những lúc như thế này, bạn mạnh tuổi tỵ càng cần phải bình tĩnh và đừng có vội buông tay đầu hàng khi gặp khó khăn. Với bạn tuổi tỵ, bạn cũng đừng quá căng thẳng, bởi muốn bước tới thành công, trước đó bạn sẽ phải vấp ngã và thất bại rất nhiều lần. Có như vậy, bạn mới thấy thành công đáng giá hơn rất nhiều và càng thêm trân trọng công sức của bản thân mình đã bỏ ra. Ngày này, bạn tuổi tỵ cũng đang gặp ngày có thủy khắc với họ, cho thấy về tình hình tài chính của bạn khá chi là ảm đạm. Thậm chí, bạn còn có nguy cơ mất tiền nữa. Đừng có xiêm thiền, xiêm thường những công việc, bởi việc nhỏ có thể gây tác động lớn, ảnh hưởng tới tương lai mà bạn không có thể lường trước được. Về tử vi tuổi ất tỵ thuộc họ hoang mang vì công việc gặp nhiều khó khăn, sai sót. Tử vi tuổi đinh tỵ thuộc thổ muốn vượt qua rắc rối và thành công bạn nên bình tĩnh và tự tin vào bản thân từ vi tuổi kỷ tỵ thuộc mộc phải có thất bại mới có thành công đừng có vội nản lòng từ vi tuổi tan tỵ thuộc kim vận trình tài chính ám đạm không có được nguồn thu từ vi tuổi quý tỵ thuộc thủy có nguy cơ mất tiền nên cẩn trọng trong việc chi tiêu quản lý về tiền bạc và đánh giá của bà tuổi tỵ trong ngày thứ tư này sự nghiệp 3 sao tài lộc 3 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 4 sao con số may mắn số 1 số 9 giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ màu sắc cát tường màu đỏ màu cam quý nhân phù trợ tuổi giàu tuổi xỉu tuổi thân Từ vi tuổi ngọ thứ tư ngày mùng 3 tháng 3 năm 2021 ngày thứ tư này với bà tuổi ngọ xem tử vi cho, cho thấy bà tuổi ngọ đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp dần ngọ tốt phù trợ mang đến cho bản mệnh có được nhiều may mắn trong chuyện tình cảm đặc biệt là rất tốt cho những ai đang còn độc thân bà tuổi ngọ không còn cảm giác chán nản và thất vọng vì tình yêu đơn phương mãi mãi không được hồi đáp của mình thay vào đó bà tuổi ngọ trở nên lạc quan về tương lai không để cho chuyện tình cảm ảnh hưởng tới bản thân mình quá nhiều còn đối với các cặp đôi người ấy mang đến cho bạn nhiều niềm vui bất ngờ dù chỉ là một hành động nhỏ hay là một câu nói của đối phương cũng khiến cho bạn mỉm cười suốt cả ngày rồi Tuy nhiên trong cái vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi ngọ lại đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh nhắc nhở bạn tuổi ngọ nên kiểm soát trong việc chi tiêu cân đối việc mua sắm để tài chính của mình được ổn định. Bạn tuổi ngọ đang tiêu tiêu pha quá lãng phí tiền bạc kiếm được thì khó còn tiêu thì nhanh lắm vài tử vi tuổi giáp ngọ thuộc kim đào hoa nở rộ tình duyên êm đẹp tử vi tuổi bính ngọ thuộc thủy đối với những bạn đang còn độc thân là quan về tương lai không còn ủ rũ hay là u sầu như trước nữa tử vi tuổi mậu ngọ thuộc hỏa tình cảm dành cho người kia lớn dần theo thời gian tử vi tuổi canh ngọ thuộc thổ cần phải có kế hoạch kiểm soát trong việc chi tiêu cẩn thận hơn. Từ vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc, tiền bạc kiếm được không dễ dàng nên đừng có chi tiêu lãng phí. Vài đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 9, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi mùi, tuổi dần. Từ vi tuổi mùi thứ tư ngày mùng 3 tháng 3 năm 2021. Ngày thứ tư này với bà tuổi mùi, xem từ tử vi cho chúng ta thấy là bà tuổi mùi đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình sông, thìn tốt xỉu mùi, cho thấy dường như bạn tuổi mùi vẫn chưa có thể vượt qua được những tổn thương trong chuyện tình cảm quá khứ. Con tim bạn vẫn còn rất đau đớn mỗi khi nghĩ về những kỷ niệm của cả hai. Với bà tuổi mùi, dù rất nhiều người khuyên rằng nên quên đi những chuyện đã qua thì mới có thể tìm được hạnh phúc ở hiện tại, nhưng điều đó với bạn thật quá khó. Có thể nhìn từ góc độ người ngoài mọi chuyện quá nội đơn giản nhưng chỉ có mình bạn hiểu rằng mọi chuyện chẳng hề đơn giản như vậy. Cuộc đời vốn là vậy sẽ luôn có những điều không mong muốn xảy ra và bạn tuổi mùi nên học cách chấp nhận chúng. Bạn hãy để cho sự lạc quan xuôi đường chỉ lối cho bạn, nhất là khi bạn đang trong giai đoạn thiếu động lực trầm trọng do ảnh hưởng của thương quan chiếu mệnh. Bên cạnh đó, ngày này với bạn tuổi mùi cũng đang gặp ngày có ngũ hành xung khác tác động tới sức khỏe của bạn. Bạn tuổi mùi nên xây dựng chế độ ăn uống và nghỉ ngơi cho phù hợp, chăm sóc cho bản thân mình bằng các phương pháp tập luyện thể dục thể thao để tăng cường sức khỏe, tăng cường sức đề kháng cho mình. Vài tử vi tuổi ất mùi, thuộc kim, quá khứ chưa ngủ in khiến cho tâm trí của bạn bị dày vò, Tử vi tuổi đinh mùi, thuộc thủy, quên đi chuyện cũ không phải là điều dễ dàng như bạn vẫn thường nói từ vi tuổi kỷ mùi thuộc họ cần phải học cách chấp nhận những điều không vui của cuộc sống từ vi tuổi tân mùi thuộc thổ chỉ có suy nghĩ là con mới có thể khiến cho cuộc sống của bạn dễ thở hơn từ vi tuổi quý mùi thuộc mộc nên xây dựng chế độ ăn uống nghỉ ngơi phù hợp và đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ tư này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 9, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu vàng đất, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi mão, tuổi ngọ. Tử vi tuổi thân, thứ tư, ngày mùng 3 tháng 3 năm 2021 Ngày thứ tư này với bà tuổi thân, xem tử vi cho chúng ta thấy là với bà tuổi thân đang gặp được ngày có tam hội phù trợ, có thể bà tuổi thân sẽ được quý nhân trợ mệnh, giải quyết hết những rắc rối đang còn tồn đọng khiến cho bạn à, đã đau đầu quá từ trước tới nay. Các mối quan hệ xã giao của bà tuổi thân trong ngày này cũng trở nên hài hòa và tốt đẹp hơn đây là thời điểm tốt để cho bạn tuổi thân cân nhắc cẩn trọng trong việc tình cảm của mình. Bạn hãy lắng nghe điều con tim bạn muốn nói và tìm ra phương hướng để đi. Các cặp đôi yêu nhau lâu cũng có thể dần suy nghĩ đến vấn đề tương lai nhưng cũng đừng quên hỏi ý kiến của nửa kia của mình. Đặc biệt là trong ngày này với bạn tuổi thân đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh dẫn đường chỉ lối cho bạn. Bạn gặp được nhiều may mắn trong công việc và chuyện tiền bạc, điều này khiến cho tinh thần của bạn được hứng khởi vô cùng. Đến lúc này với bạn tuổi thân, những kế hoạch của bạn đã dần khẳng định được bạn đang đi đúng đường, đúng hướng. Khoản đầu tư của bạn bắt đầu cho thu hoạch về lợi nhuận, tuy là không lớn nhưng hứa hẹn nhiều điều tốt đẹp trong tương lai vài tử vi tuổi bính thân thuộc hỏa quan hệ xã giao hài hòa thuận lợi tử vi tuổi mậu thân thuộc thổ đã đến lúc cân nhắc tương lai trong chuyện tình cảm tử vi tuổi canh thân thuộc mộc công việc suôn sẻ tinh thần hứng khởi làm việc tử vi tuổi nhâm thân thuộc kim kế hoạch đầu tư dần thu về lợi nhuận cho bạn Về đánh giá của bà tuổi thân trong ngày thứ tư này sự nghiệp năm sao tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi thìn, tuổi tỵ. Từ vi tuổi giàu thứ tư ngày mùng 3 tháng 3 năm 2021. Ngày thứ tư này với bạn tuổi giàu đang gặp được ngày có chính tài độ mệnh cho nên con đường tài lộc của bạn rất hanh thông và thuận lợi. Bạn tuổi giàu không có điều gì phải lo lắng về chuyện tài chính nhờ có được nguồn thu nhập ổn định từ công việc chính của mình. Nhân lúc túi tiền dư giả, bạn mệnh tuổi giàu đừng quên trích ra một khoản tiết kiệm để đề phòng trong trường hợp khẩn cấp một khoản tiết kiệm ổn định sẽ giúp cho bạn yên tâm hơn. Ngày này, bạn tuổi dậu cũng đang gặp được ngày có thủy sinh cho kim vượng. Cái chuyện tình cảm của bạn cũng đang tiến triển rất chi là êm đẹp. Dường như chính sự êm ả này khiến cho bạn tuổi dậu cảm thấy có phần nhạt nhẽo, tình cảm lên xuống là chuyện bình thường. Đừng vì vài phút nông nổi mà đánh mất đi hạnh phúc quý giá mà bạn đang có. Trong ngày này, theo hải thượng lạn ông, là ngày à, mùng 3 tháng 3 dương lịch tức là ngày 20 tháng 1 âm lịch này ngày này bạn không nên trị bệnh ở vai vai tử vi tuổi Át Dậu thuộc thủy, tài lộc hanh thông nhờ có được nguồn thu nhập ổn định từ vi tuổi đinh dậu thuộc hỏa nên có một khoản tiết kiệm định kỳ để đề phòng lúc bất trắc từ vi tuổi kỷ dầu thuộc thổ cái chuyện tình cảm êm đềm không có sóng gió từ vi tuổi tan dầu thuộc mộc đừng vì một phút rung động nhất thời mà đánh mất đi hạnh phúc hiện tại từ vi tuổi quý dậu thuộc kim ngày này không nên trị bệnh ở vai Vài đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ tư này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 1, số 6, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường màu bạc, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Từ vi tuổi tốt thứ tư ngày mùng 3 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi tốt đang gặp được ngày của thực thần chiếu mệnh. Cái điều này giúp cho cái chuyện làm ăn, kinh doanh buôn bán của bạn tuổi tốt thêm phần được suôn sẻ thuận lợi. Nhờ vậy, tài lộc đổ về ầm ầm. Có thể nói, lúc này bạn mạnh tuổi tốt không gặp phải khó khăn gì trong chuyện kiếm tiền. Bên cạnh đó, trong ngày thứ tư này với bạn tuổi tốt lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là chớ nên tham lam cái lợi trước mắt mà bị chia mở mắt đầu tư vào những lĩnh vực có rủi ro cao nghe theo những lời xúi dục đường mật của những người khác ngũ hành tương xung cho thấy những mối quan hệ của bạn không được tốt như bạn tưởng nếu như bạn cảm thấy rằng có điều gì đó đã không thực sự còn hữu ích phù hợp với cuộc sống của mình thì đừng có ngại ngần cắt đứt để bắt đầu một guồng quay mới tích cực và thích hợp hơn với mình ngày này xem tử vi cũng cho thấy nếu như bạn đi đâu xa thì nên ưu tư ưu tin những hướng tốt như là hỷ thần hướng tây bắc và tài thần hướng Tây Nam chớ nên chọn những hướng xấu ảnh hưởng tới công việc của bạn. Vài tử vi tuổi giáp tốt thuộc hỏa tài lộc dư giả nhờ kinh doanh làm ăn thuận lợi. Tử vi tuổi bính tốt thuộc thổ đừng vì tham lam mà đầu tư mù quáng vào những lĩnh vực có rủi ro. Tử vi tuổi mậu tốt thuộc mộc nên dứt khoát tách khỏi những mối quan hệ không lành mạnh. Tử vi tuổi canh tốt thuộc kim, sức khỏe được cải thiện sau thời gian luyện tập điều độ. Tử vi tuổi nhâm tốt thuộc thủy nên chọn hướng tốt để xuất hành để cỡ có thêm được nhiều may mắn. và đánh giá của bạn tuổi tốt trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ màu sắc cát tường, màu vàng, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi dần, tuổi ngọ. Từ vi tuổi hợi thứ tư ngày mùng 3 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày thứ tư này với bà tuổi hợi, công việc của bạn đang có điểm báo, gặp không ít khó khăn, thử thách khi bạn đang gặp ngày có thiên quan ngáng trở, có quá nhiều điều mới mẻ làm cho bạn tuổi hợi phải nhanh chóng để làm quyền và giải quyết trong thời gian ngắn. Xong, năng lực của bạn lại có hạn khiến cho bạn khó có thể đảm bảo được mọi thứ diễn ra theo đúng như kế hoạch. Lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn tuổi hợi là bạn nên dành thêm thời gian để học hỏi các kiến thức chuyên môn cũng như là kinh nghiệm của những người đi trước. Chẳng ai có thể giúp đỡ cho bạn mãi ngoài chính bản thân mình, cho nên tự trang bị kiến thức là điều rất quan trọng. Trong ngày này với bạn tuổi hợi lại đang gặp ngày của thị khí vượng, cho thấy bạn tuổi hợi nên chăm sóc cho sức khỏe của mình nhiều hơn. Đừng có nghĩ rằng trong công việc là tất cả cuộc sống của mình, nếu như sức khỏe của bạn suy yếu thì sự nghiệp có thành công đi chăng nữa cũng chẳng để làm gì. Ngày này với bà tuổi hợi, xem tử vi cho thấy là ngày rất tốt cho việc xuất hành, khai trương, giá thú, tránh kiện tụng, tranh chấp. Bạn mệnh nên sắp xếp công việc phù hợp để thêm phần may mắn cho mình. Vài tử vi tuổi ất hợi thuộc họ công việc có nhiều thách thức mới mẻ nhưng năng lực lại có hạn. Từ vi tuổi đinh hợi thuộc thổ nên dành thêm thời gian tự học thêm kiến thức chuyên môn. Từ vi tuổi kỷ hợi thuộc mộc đừng có ngần ngại học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước. Từ vi tuổi tan hợi thuộc kim dù bạn rộn cũng nên dành thời gian để nghỉ ngơi để đảm bảo sức khỏe cho mình. Từ vi tuổi quý hợi thuộc thủy ngày tốt cho việc xuất hành khai trương giá thú. Vậy đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 1, số 8, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu xanh nước biển, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi mão, tuổi mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.